Uh, chào mừng tất cả các anh chị em đã quay trở lại kênh uh, So kèo bóng đá nhé Thì uh, Trong cái video này ấy, Mình sẽ Cùng các bạn nhận định về cái trận Burnley và trận uh, Top Team Ham Thi đấu vào uh, 3 giờ dạng sáng ngày mai Thì theo thống kê 5 trận Đối đầu gần đây ấy, Thì uh, Burnley uh, Tháng 1 bại 3 và hòa 1 Đó Và phong độ của Burnley 5 trận gần đây ấy, thì là 3 trận thua Và 1 trận thắng và 2 trận hòa Nó rất giống nhau Kể cả riêng về tốt cũng thế Thắng 3 trận Bại 1 trận và hòa 1 trận Còn 5 trận gần đây thì là thắng 3 trận và hòa 2 Thì tập trung vào vấn đề ngày hôm nay ấy, Thì là chơi như thế nào là cho nó hợp lý và không bị thua tiền thì uh, cái kèo đầu tiên là nhà cái ra là chấp là cộng 1 chữ 1 trái và tài xỉu là 2,75 đó kèo thứ hai á là chấp là cộng trừ 0,75 và Tài xỉu là 2,5 Đó Giờ các bạn điểm qua một chút Về cái Kèo 15 phút Thì cái kèo 15 phút này Thì các bạn thấy không Cái kèo 15 phút này là Cái 15 phút đầu Tỷ lệ là ăn rất cao So với tất cả các trận khác Đấy cho nên là tỷ lệ Hai đội này là chơi phòng thủ Tấn công là Đa số là, là Tương đối ổn Đó với thứ hai các bạn xét qua về cái vấn đề tỷ số Xét qua cái tỷ số như nào Thì về vấn đề tỷ số cả trận Thì đa số là tỷ lệ ăn thấp nhất là Tottenham ghi 1-0 Và sau đến đó là 2-0 và 1-1 Và 2-1 Đấy nên tỷ lệ như các bạn xem ở kèo bên trên á là đa số là nó đưa ra là cái trận này là hai không, cho nên là như nên mình nói cho các bạn để ý nhé. Tất cả các hai cái kèo đầu tiên đấy vừa mình nói là nếu mà chuẩn kèo của nó ra là hai 0 và kết hợp tỷ số kia là hai không, thì nếu các bạn nào chơi tỷ số các bạn nên bỏ tỷ số 2 không đi nhé. Chắc chắn là trận này không thể hai không được. Đó, cái điều này điều này là nó lộ rõ ra điều đấy thì chắc chắn trận này không tốt theo ham không thể thắng hay không được thì chơi như thế nào thì thứ nhất nó như thế nào chơi như thế nào để nó không thua thì mình nói luôn các bạn này thứ nhất là nếu mà tốt tiền ham mà thắng đó nếu mà tốt tam tốt tiền ham mà thắng cách biệt một bàn ấy thì các bạn nên đi xỉu 1,5 đó thì có nghĩa là đi xỉu 1,5 nếu mà tỷ lệ mà tài 3,5 thì nó phải tùy đó nhất là các bạn thứ nhất là nếu mà tốt tin tốt tên ham ấy, mà ghi một trái ấy, thì các bạn nên đi xỉu 2,5 đó thứ hai cái điều quan trọng nữa là nếu mà trận này mà Bernie mà nó ghi được bảng ấy thì chắc chắn là sẽ ra tài 2,5 đó các bạn nên để ý cái điều đấy để các bạn canh dung thì còn nếu mà để đánh các bạn đánh không thua được ấy nếu các bạn đánh mà muốn mà tỷ lệ mà muốn đặt hai kèo trái vế các bạn không thua ấy, thì các bạn một là các bạn đi tốt trừ một đó thứ hai là các bạn đi tài 2,75 đó thì là tỷ lệ thua là không bao giờ có đấy nên các bạn để ý cái vấn đề này các bạn nên 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 lưu ý nhé trận này hai không nó lộ rất rõ nên là với thứ <laughs> hai ấy, là không có lý do gì các bạn nên không cái cái trận này các bạn không nên đặt các bạn không đặt 21 uh, 21 vào uh, trận 2 uh, tốt tên ham tháng 21 cả đó 20 mình mình theo nhận định mình là chắc chắn 20 không ăn được trận này tốt tên ham không ăn được 20 trận này 21 nếu mà xem ra là 21 là điểm nhất đó các bạn nên để ý uh, cái kèo này thì ngày hôm nay mình chỉ nhận định cho các bạn như vậy thôi các bạn nếu mà cảm thấy mà có vấn đề thì các bạn cứ bình luận bên dưới mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đến khi đến trước trận đấu đó